Một cái mà Vân tin ở các ngài như thế này, và Vân muốn quý vị cũng tin như thế này, là các ngài luôn bên ta. Và nếu cái tâm của chúng ta là tâm thật, là chân tâm, là tâm vì chúng sanh, vì xã hội, chứ không phải là vì mình, vì sợ sợ oan gia trái chủ, vì cái này cái kia, nói chung là vì mình đó, thì các ngài sẽ có an bài cho chúng ta. Và hãy để mọi việc từ tự nhiên đi, hãy để mọi việc tự nhiên đi. Nếu các vị mà có khổ sở gì đó thì Vân muốn quý vị sau hoặc là trước thời công phu quý vị tâm sự với Phật đi, nhưng mà đừng có cầu, vì cầu không có được đâu. Cái tâm mình chưa có cảm được các ngài, cái tâm mình chưa có, cái tâm mình không có cầu cái gì được hết á, cầu cũng không có được đâu. Tâm sự với Phật, giống như bản thân Vân đã từng tâm sự với Phật khóc lóc thê thảm luôn: Phật ơi, bây giờ con thấy chúng sanh khổ như thế này mà con không biết làm sao. Lúc mà Vân đi Ấn Độ, con không biết làm sao để con có thể giúp được chúng sanh, trong khi bây giờ bản thân con còn chưa có nuôi nổi gia đình của con nữa, thì làm sao có thể giúp được chúng sanh đây. Nhưng mà tâm con rất là đau, lòng con rất là đau. Khi mà thấy chúng sanh như thế này thì nước mắt con không cầm được. Bằng cách nào con có thể lợi lạc cho họ? Bằng cách nào con có thể nuôi sống được gia đình của con mà còn tịnh tài để giúp cho họ? Bằng cách nào con có thể làm được chuyện đó? Và nếu như con có thể làm được gì, xin Ngài hãy tận dụng con để con có thể làm được lợi lạc cho chúng sanh. Và cứ thế mà vẫn lại. Và lại tới đâu thì nước mắt rơi tới đó. Và Vân hoàn toàn không có cái tâm mong cầu, mà Vân có cái tâm gọi là vì chúng sanh mà tâm sự với Ngài. Nỗi khổ của chúng sanh như thế đó, mà tâm con thấy như thế lại rất là đau lòng, nhưng con không có biết làm sao hết. Và bằng cách nào con có thể giúp được gia đình con và giúp được họ? Đó. Để Vân cứ tiếp tục như thế thôi, không có mong cầu là cho mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, mà mình hướng về chúng sanh. Thì chính vì cái tâm đó mà cảm được các ngài. Và các ngài không phải là nghe một lần đâu các vị, các ngài sẽ để ý, để ý coi có phải thật hay không, và để ý một thời gian cũng khá là lâu, chứ không phải là đùng một cái là các ngài ban liền được cho cái này cái kia đâu các vị. Cho nên nếu tâm thật tâm thành thì mưa lâu ngày sẽ thấm đất và thấm hết tất cả, thấm hết tất cả các ngài, cũng như thấm hết tất cả các oán gia trái chủ của mình. Cho nên là chuyện mình làm các vị nhé, hãy tâm sự với các ngài, nhưng đừng quá mong cầu gì một gì chuyện gì đó cho bản thân mình, thì tâm mong cầu đó sẽ không giúp mình giải quyết vấn đề.